trời nhớ sao như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lộng hương cho lá rụng cầu nghiêng nghiêng bao. Đường đời luôn tên sông hồ lắm. Rồi, chào mừng em đã quay lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn. Mình lại tiếp tục và bán rẻ một dàn nội địa Victor model UX Q1, dàn thiết kế nhỏ gọn anh em ha, để bàn làm việc hoặc là phòng ngủ đều vừa luôn. Dàn này cao tầm khoảng 20 và ngang tầm khoảng gần 50 anh em ha. Lo bát 10, màn carbon, màn cao su và trép giấy. Anh tiếng rất là hay. Victor thì chất âm nó chi tiết tách bạch, nó ngang ngửa với Sony anh em ha. Dàn này hoạt động hoàn hảo chức năng luôn anh em. CD, MD, FM full tần số, bắt rõ nét đài Việt và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth như mình đang test ở đây. Dàn này chỉ một điểm xấu là phía trên này nó bị nứt cái vỏ đây anh em ạ. Đây, cái vỏ trên đây mình đã dán keo lại rồi, không ảnh hưởng gì nhiều. Loa nó thì tạm thời mình chưa thấy cái lưới, thì cái gì nếu mà có thì mình để kèm cho anh em, còn không thì bán không lưới nha. Thanh lý dàn này giá 750 luôn anh em, là rẻ luôn cho anh em về sử dụng nghe nhạc, nghe đài, cho con cái học tiếng Anh vân vân, rất là phù hợp ha. Nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ nhau. Dàn này có thể chỉnh được bass chép bằng remote anh em, nếu mua remote thì theo như mình 100.000 ha. Rồi mình test qua chức năng CD. CD mình dùng CD ghi nha, CD mình ghi bằng máy tính thôi, không phải CD gốc. Rồi chuyển máy qua chế độ CD. Test bài số 2. Sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều ngồi đây nha em về tôi đón đưa. Mình test nhanh qua cho cái chức năng đã mất thời gian em, nghe chức âm là biết yêu thích hay không thôi. Bass màng carbon viền cao su, cái bass rất là tròn anh em ha. Bass chép anh em ha, giá 100.000. Đây bass mình tăng giảm bằng volume. Còn đây là chép tăng giảm, cộng trừ 5 mức ha, là 10 mức, cộng trừ 5 là trừ mức 10 mức. Ngày anh xa vắng. Rồi sẽ có chức năng FM nha. Bấm nút em ở đây. Rồi. Anh em gắm sợi dây điện khoảng nửa mét vô cộng 75 ohm phía sau để bắt được đài ha. Tăng giảm tần số đây để bắt đài. Rồi mình tới xong dàn nội địa Victor model UX Q1, giá chỉ 750 thôi. Màn hình nó tương xứng tầm giá anh em ha, hoạt động hoàn hảo, chức năng CD, MD, FM full tần số và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth. Giá này rẻ hơn dàn loa vi tính nhưng chất âm nó theo vượt xa dàn loa vi tính rất là nhiều anh em ha. Hàng nội địa thì chất âm không cần bàn cãi nhiều rồi. Anh em nào mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh nhấn thông báo bên phải video, nói chung nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Gặp lại anh em.